Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Quốc Khánh. Hiện nay mình đang làm trong công việc là tư vấn về vấn đề chiến lược phát triển kinh doanh cho một số tập đoàn trong nước và nước ngoài. Với trên 25 kinh nghiệm làm việc tại các nước trên thế giới như là Úc, Mỹ, châu Âu, Nhật và Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam. Hiện tại chúng ta đang được tiếp cận với lại một nền phong thủy hiện đại của thế giới. Học thuyết phong thủy của chúng tôi là muốn đưa tất cả các bạn đến với lại sự khoa học, tự nhiên và không có gì là mê tín. Trong phần học về phong thủy hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về vấn đề phong thủy khai thông tài vận. Nếu như các bạn đã từng được học qua phong thủy cơ bản, thì các bạn sẽ biết được là các bạn mệnh gì, tuổi gì và hướng trạch của mình là hướng nào. Thì trong phần 2 này, các bạn sẽ được học là làm sao để kích hoạt cho những cái phong thủy của mình được vượng phát về, thứ nhất là về công danh sự nghiệp, thứ hai là về sức khỏe, thứ ba là về tình duyên, thứ bốn là công việc luôn luôn thành đạt, thứ năm nữa là chúng ta có thể sắm được những cái đồ phong thủy phù hợp nhất trong trang trí gia đình và trang trí cho bản thân mình khi đi ra ngoài đường.